Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em và các bạn thân mến của Lợi Minh. Hôm nay là chiều thứ tư. And retail properties to the tune of $500 million. Three projects are expected to launch here next year. Hôm nay là chiều thứ tư ở Bắc Mỹ. Việt Nam mình là sáng thứ năm. Chúc anh chị em các bạn ở quê nhà một ngày mới an khang thịnh. Cái mạng này TNT này yếu quá. Hello, chào Sơn Bùi, chào Diễm Trúc. Cái mạng 3G bên Mỹ nó yếu vậy sao? Mình chạy hết cái tốc độ của nó rồi, nó bóp cổ. Good morning Sơn Bùi, chào Phú Hoàng. Cái wifi, cái mạng 3G bên Mỹ các bạn biết xài, nó cho mình chỉ xài mấy chục ký, mình hết qua cái ký đó rồi là bắt đầu nó gọi là nó bóp cổ mình, nó cho mình chạy chậm tốc độ lại. Không biết là như ở Việt Nam, mạng ở Việt Nam tôi thấy rất là mạnh nha. Cái mạng 3G, 4G ở Việt Nam bây giờ chạy mạnh thì thôi luôn. Còn thằng Mỹ này nó, các bạn biết xài mạng của nó hay điện thoại gì nó là mình phải trả 2 chiều á. Ở Việt Nam trả có 1 chiều à. Người nào gọi người đó trả. Còn ở bên Mỹ anh chị các bạn là biết là mạng á, là nó chạy người gọi trả mà người nhận cũng trả. Còn 3G của nó xài tùy theo tốc độ của nó. Mình trả nó cũng cho là unlimited. Nó cho là nó quảng cáo là chạy tối đa, nhưng mà thật sự khi tới cái bao nhiêu ghế bắt đầu nó chậm mình lại. Nó gọi là cái tó thôi, nó bóp cổ mình lại. Còn Mỹ này nó làm ăn cái gì nó cũng kinh doanh dữ lắm anh chị các bạn. Nó kinh doanh, nó tính xối đầu, nó tính nát óc. Nó làm sao là nó phải lấy tiền được cái người mà tình summer, anh chị các bạn biết á, nó nghĩ đủ mọi cách đó. Làm sao là nó lấy được tiền của cái người mà tình summer, cái người mà tiêu thụ á. Cái mặt hàng nào cũng vậy anh chị các bạn biết á, nó khôn lắm, nó làm kinh tế ở Mỹ, nó tính toán, nó tính nát đầu nát óc của nó, chứ không phải như Việt Nam mình đâu, tụi nó chùm lắm. Thằng Mỹ như vậy nó mới sống còn được. Thằng tư bản, nhiều khi các bạn thấy thằng tư bản nó nhìn bề ngoài cái gì nhìn thấy nó cũng giống như là như mơ vậy đó. Tiếng Anh nó gọi là easy like a piece of cake, rất là đơn giản dễ hiểu, nhưng mà thực chất của nó là cả một cái vấn đề nha chị các bạn.
Hôm nay là mình muốn chia sẻ với anh chị các bạn về một cái chuyện như thế này. Là gần đây là mình cũng tham gia trên Facebook thì thấy có một số người họ nói là Việt Nam nghèo cho nên mới xuất khẩu lao động. Cái xuất khẩu lao động á, nó không có nói lên vấn đề giàu nghèo nha anh chị các bạn. Cái đó là giải quyết công ăn việc làm thôi. Các bạn biết cái nguồn mà nhân công mà mình xuất khẩu lao động á, đó là một cái, nó giống như là một cái lĩnh vực mà làm kinh tế. Mình ngoại giao được những cái quốc gia mà mình có được cái uy tín, và những cái quốc gia đó người ta mới nhận cái nhân công của mình, chứ không phải quốc gia nào nó cũng nhận cái nguồn lực nhân công đâu nha. Có những cái nó thấy cái khả năng làm việc của người Việt của mình, các bạn nó thấy cái khả năng làm việc của người Việt của mình, thì những cái quốc gia phát triển đó nó cần nhân công để giải quyết những cái vấn đề lao động của nó, cho nên nó nhận vào. Cho nên đem cái chuyện mà Việt Nam xuất khẩu lao động là tại vì Việt Nam nghèo, tôi không nghĩ như vậy. Cái chuyện mình xuất khẩu lao động là mình đưa cái người của mình đi làm ở những cái quốc gia phát triển, họ dồi dào về công ăn việc làm, và hoặc là cái những cái người dân bản xứ họ không có chịu làm những cái công việc đó, những công việc mà phổ thông đó, mà những cái quốc gia khác họ tới đó họ làm việc, thì nó chỉ đáp ứng về lĩnh vực mà lợi ích cho nhau thôi. Và có những cái nói chung xuất khẩu lao động nó cũng nhiều cách lắm, chứ không phải nói là tại vì quốc gia nghèo mới xuất khẩu lao động. Thằng Mỹ này nó cũng đi khắp thế giới, nó đi kiếm cái nguồn lao động mà. Thay vì nó xuất khẩu, nó nhập khẩu lao động vào, thì nó đi ra mấy cái nước phát triển, nó đi tìm cái nguồn nhân công lao động. Một là nó đi ra, hai là nó đem về thôi. Cái nào lợi cho nó thì nó làm. Các bạn biết mấy thằng tư bản mà. Và cái đất nước mình cũng vậy. Khi mà cái nguồn nhân công, nhân lực của mình có dồi dào như vậy, thì người ta đi ra nước ngoài, người ta cũng kiếm được cái cơ hội. Và nhiều khi người ta trao dồi được những cái tay nghề và những cái kinh nghiệm, những cái tầng lớp nhân công đó các bạn biết, họ đem về cái nguồn lợi cho quốc gia rất là lớn, chứ không phải lợi đâu. Cái nguồn lợi rất là dồi dào về cái nguồn mà nhân công mà lao động. Bởi vì các bạn thấy kiều hối hàng năm nó tăng lên, nó không có đi xuống mà nó tăng lên không. Đây. Mình vừa giải quyết được công ăn việc làm trong nước và tạo được cái đời sống ổn định cho những cái tầng lớp lao động nữa. Bởi vì các bạn biết vấn đề xuất khẩu lao động, nhiều khi ai cũng thích đi xuất khẩu lao động gì đó, rồi những cái công việc trong nước họ lại không chịu làm, cho nên ngược lại thì mình lại bị thiếu. Các bạn thấy không, những cái công việc trong nước của mình như về làm bên nông nghiệp mình bị thiếu rất là nhiều, tại vì ai cũng lo đi xuất khẩu lao động để mà họ làm những cái công việc mà họ kiếm được cái lợi nhuận cao hơn, bởi vì cái đồng tiền ở xứ người đó nó lớn. Các bạn thấy họ làm, họ qua xứ người ta họ chắc chiêu, họ làm, họ dành dụm, họ chịu khó. Khi họ cầm cái đồng tiền đó về Việt Nam thì nó có giá trị, chỉ có khác biệt như vậy thôi. Một khi mà đất nước của mình đời sống nó càng cao lên thì nó lại thay đổi cái môi trường sống. Chào Haru. Thì nói chung có đem những cái mô hình mà xuất khẩu lao động mà lên án một cái quốc gia mà cho là quốc gia đó nghèo, thì tôi thấy là cái đó là cái sự chưa có hiểu biết rõ ràng lắm. Các bạn biết là thằng Ấn Độ nó xuất khẩu lao động còn hơn Việt Nam mình. Malaysia nè, Philippines nè, rồi Indonesia nè, nhiều quốc gia bên châu Á nó xuất khẩu lao động còn nhiều hơn mình. Pakistan nó cũng xuất khẩu lao động nhiều quốc gia lắm anh chị các bạn, không có riêng gì Việt Nam mình đâu. Mục đích của xuất khẩu lao động, người ta trao đổi những cái ngành nghề và công ăn việc làm. Nhiều khi những cái công việc ở dân, như tôi nói công việc ở Mỹ này, những cái công việc như là hạng nặng phổ thông đó, các bạn thấy như là những cái ngành nghề về nông nghiệp ở Mỹ thì lại thiếu, về xây dựng thì nó lại thiếu, tại vì những công việc đó nó rất là nặng nhọc, thì ai cũng
đi tìm những cái việc làm nó nhẹ hơn và nó tốt hơn, và họ bỏ trống những cái những cái chỗ việc làm như vậy, thì người ta cần cái nhập cư cái lao động vô để giải quyết. Mà Mỹ thì nó không nhập cư lao động Việt Nam giống như những cái quốc gia khác, thì nó sử dụng như là di dân. Các bạn chỉ biết là những cái chính sách di dân nó cũng là một cái mô hình để là giải quyết cái công ăn việc làm, mà cái công việc ở Mỹ nó bị ứ động chào bắt lon. Cho nên tình hình hiện nay thì toàn cầu quá, chúng ta nhìn thấy mỗi quốc gia bây giờ người ta có cái mưu cầu, cái quyền lợi thì họ tranh giành với nhau để họ làm, để đặng phát triển về đất nước và con người, chứ không phải là nghèo. Mình lấy cái lý do đó là tại vì Việt Nam xuất khẩu lao động Việt Nam nghèo, cái đó thì tôi nghĩ là không, tôi không cho đó là cái sự đúng đắn. Cái suy nghĩ đó nó rất là sai lầm. Còn những người trong nước ngày hôm nay cũng vậy, có một số người họ đi ra nước ngoài, họ tìm được những cái cơ hội, họ làm ăn tốt, thì điều đó đáng mừng thôi. Đâu có phải là nghĩ là ô người ta bỏ nước ra đi là bởi vì người ta không thích cái chế độ đâu, tôi không nghĩ như vậy. Các bạn thấy có những người họ ra đi, họ làm ăn, khi họ thành đạt họ cũng quay trở về với quê hương thôi. Dù sao nữa, ở Việt Nam cái đời sống nó vẫn còn nhiều cái cơ hội hơn. Cái những cái đất xứ phát triển mà các bạn biết, làm con người ta nó tắc 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 lắm. Họ làm việc rất là vất vả. Nói chung là hiện nay thì cái đồng ngoại tệ nó có giá trị thôi. Cho nên mình làm mọi xứ người mà mình đem ngược về quê hương thì cái giá trị đó nó lớn. Nó chỉ có khác biệt như vậy thôi. Còn làm ở bên Mỹ, tôi nói chi tiêu ở tại Mỹ thì nó cũng đâu vào đó thôi anh chị các bạn. Nếu mình biết cần kiệm, biết hà tiện thì mình dư ra được, mình dành dụm ra được để về lại quê hương. Chứ đâu phải là đi ra nước ngoài đâu phải ai cũng thành công hết đâu. Nhiều khi nhiều người đi ra nước ngoài bây giờ cũng rất là vất vả. Tôi thấy ở những cái đất nước mà phát triển như Mỹ bây giờ đâu phải dễ làm ăn nữa đâu. Kinh tế bây giờ làm ăn nó cạnh tranh khốc liệt. Cái chính sách toàn cầu hóa của Mỹ mà. Các bạn thấy có nhiều người người ta làm đầu tắt mặt tối, chứ không phải là qua Mỹ rồi giống như lên được cái thiên đàng đâu. Các bạn thấy người ta đi xe ô tô, đi xe hơi, nhưng mà không phải là cái đó là gọi là giàu có. Cho nó chưa hẳn gọi là giàu có, bởi vì mình còn phải lo toan cho cuộc sống. Giàu có là mình sống mình phải hưởng thụ mới gọi là giàu có. Mình không có phải lo toan kiếm tiền chật vật với cuộc sống mưu sinh thì mới gọi là giàu có. Giàu có mình ngồi đó mình chỉ hưởng thụ thôi. Người ta người khác làm, mình bỏ đồng tiền mình ra và người khác làm cho mình, và mình không phải vất vả cứ ăn no rồi đếm tiền. Có người đếm luôn à, các bạn thấy không? Ăn no rồi cái đi chơi, đi du lịch, sống hưởng thụ cuộc đời, thì tôi thấy cái đó mới gọi là giàu có. Còn đi qua Mỹ ngồi trên chiếc xe hơi ô tô, mua được cái nhà, hay là đi vô nhà hàng ăn những chỗ sang trọng, đồ ăn thế này thế nọ, lên mạng tôi qua Mỹ là tôi giàu có, hay là con tôi được đi học trường tốt, hay là con tôi qua Mỹ học ra trường thành đạt, thành bác sĩ, kỹ sư. Trong cái con đường sự nghiệp công danh thì mình thành công thì mình cũng phải phấn đấu, chứ chưa hẳn gọi là giàu có. Các bạn nên hiểu về vấn đề giàu có. Nhiều người tôi thấy lên mạng họ đánh đồng cái chữ giàu có, qua Mỹ là giàu, qua Mỹ cái gì cũng giàu. Tôi thấy bình thường thôi. Cũng giống như cái cuộc sống người dân trong nước Việt Nam bây giờ, các bạn thấy người ta cũng đi làm dân chung lưu, bây giờ ngày sáng thức dậy người ta cũng tất tần tật lo toan cuộc sống, mà tôi thấy họ không có chật vật, họ cứ từ từ, lối sống của họ
rất là nhịp nhàng và nó không vội vã lắm. Nếu mà họ sống ở những cái vùng thành phố mà mới phát triển, tôi thấy nó cũng từ từ rồi. Còn sống ở những cái đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh thì cuộc sống nó hơi ồn ào và nó bon chen, tại mình sống ở những đô thị lớn mà. Nhưng mà giờ so ra ở Mỹ thì tôi nói anh chị các bạn biết, đời sống như người dân trung lưu ở Việt Nam và người dân ở Mỹ, tôi thấy nó cũng bằng nhau thôi. Ở bên này thì làm chết bà cố mới có được cái xe, cái nhà là mọi thứ hết. Ở Việt Nam bây giờ cũng vậy, mà nhiều người họ gặp thời họ lên như diều gặp gió, làm ăn các bạn thấy, bù lại là mình làm ở Việt Nam mình hưởng thụ, mình sống ở trong cái quốc gia của mình nói cái ngôn ngữ của mình và cái văn hóa của mình, cái đó là mình được hưởng những cái hay của dân tộc. Còn sống ở xứ này các bạn biết, văn hóa ngôn ngữ bất đồng và cuộc sống cái gì nó cũng cao hết. Còn người ta bên này các bạn biết, họ phải phấn đấu dữ lắm. Các bạn ở trong nước các bạn phấn đấu một, bên đây tôi nói chỉ các bạn phải phấn đấu 10. Các bạn càng nhìn thấy họ có nhà cửa xe cộ là càng phải làm dữ lắm. Phải chi tiêu bảo hiểm, tôi nói bảo hiểm xe cộ, chưa nói vấn đề mà bảo hiểm sức khỏe. Các bạn thấy, nói gì nói tôi cũng thích Việt Nam. Tôi thấy Việt Nam bây giờ đất nước đổi mới, cái xã hội ngày một nó tốt hơn, kinh tế tôi thấy bây giờ mà chịu khó biết lo làm ăn tính toán thì không đến nỗi quá tồi tàn đâu. Chứ còn ngồi đó mà trông chờ tôi qua Mỹ thì tôi mới giàu được, tôi qua Mỹ thì tôi mới khá lên được, hay là tôi đi qua Đức thì tôi mới giàu có lên bằng người này người kia được, tôi no way, nó không có chuyện đó đâu anh chị các bạn. Cái đó chỉ là ảo tưởng thôi. Cái dân Mỹ mà nó làm nó còn khổ lên khổ xuống. Các bạn thấy tôi mới chạy qua, có nhiều người họ chạy chiếc xe hơi ở bên Mỹ, họ cũng mềm cũng mép, chạy cái tội luôn, họ vẫn chạy cà rung cà rung cà rung cà rung. Các bạn thấy đâu phải ở Mỹ ai qua là cũng trở thành ông này bà nọ đâu, làm ăn phấn đấu lắm anh chị, dữ lắm anh chị các bạn. Như là bữa nay rồi, bên này thứ tư rồi, các bạn thấy làm chiều về là phải lo toan cho ngày mai rồi, có nhiều khi thứ sáu làm, khi và thứ bảy cũng phải làm, chủ nhật làm. Rồi có tôi nói vấn đề mà lo cho con cái nữa, con cái mà nó lớn các bạn biết, nó lên đại học, nó học ở trung học là một cái nỗi lo ở trung học rồi. Chứ không phải mình nói rồi, ở Mỹ trường học tốt lắm, cái gì cũng được chính phủ lo toan hết. No way, không có vụ đó đâu các bạn. Chính phủ ổng chỉ lo mình, lo phụ vô một phần về vấn đề tài trợ, về vấn đề mà trợ cấp trong họ subsidy, vấn đề mà học đường thôi. Mà cái nhưng mà mình phải đồng hành với ông chính phủ, phải dạy dỗ con nữa, rồi phải chăm sóc nó, phải lo cho nó đời sống vật chất nữa. Chứ đâu phải nếu mà bỏ bê nó học hành nó vỡ vang, nó học nó không theo kịp bạn bè ở trung học, mà các bạn biết nó học mà nó bị yếu đó. Là các bạn biết nó đi phải đi vay nợ rồi cổng nợ trên người, rồi học ra mà ra trường mà có được tấm bằng mà bằng A bằng E rồi thì mới dễ kiếm việc làm thôi. Còn những cái mới lương cao chớp ngon, còn nhiều đứa nó chọn nhầm cái nghề, khi nó ra trường bỏ bằng luôn, không kiếm được việc làm. Trong cái quá trình học tập, nói chung là đời sống ở bên Mỹ, anh chị em các bạn nhìn thấy ở bên ngoài thì cái sự hào nhoáng của nó, nhưng mà phía sau đó biết bao nhiêu những cái sự lo toan tính toán trong cái cuộc sống hàng ngày. Nhiều khi các bạn nhìn thấy lợi minh thấy đầy thấy nọ, nhưng mà các bạn biết cả một cái quá trình phấn đấu chứ không phải là giỡn đâu.
nếu mà mình chỉ cần mà sảy chân một chút thôi là bây giờ phải nói là trăm bề vất vả chứ không phải là giỡn. Cho nên ở quê nhà các bạn còn trẻ, tôi khuyên các bạn cố gắng lo học hành để đặng mà làm ăn rồi tiến thân, và sống mình phải biết đứng trên cái đôi chân của mình để mình vươn lên, chứ không phải mọi thứ ngồi đó chờ chính phủ rồi đổ lỗi chính phủ. Gần đây tôi thấy có người lại lên mạng chuyện ngập lụt thiên tai ở bên Việt Nam, cũng đửa thừa chính phủ không lo cho dân. Tôi thấy không lẽ giờ thiên tai mình cũng đửa thừa chính phủ, nó thiệt là tôi nói bó tay. Cứ nhìn ở quận 12, quận 7 có nhiều người ngồi cãi với tôi là ở quận 12, quận 7 có nhiều người nghèo lắm. Ở đâu thì cũng có người nghèo, người giàu. Mình nghèo thì mình phải phấn đấu, mình làm ăn, mình phải phấn đấu lên. Cứ chui vô trong thành phố, mọi cái thành phố Hồ Chí Minh nó chút xíu rồi nó kẹt cứng hết trong đó, cả chục triệu người trong đó, nó ứ động vô trong đó. Mà trong khi đó những cái công ăn việc làm ở vùng ngoài lại không có người để làm. Tôi nói ở trên vùng Bảo Lộc, mùa này thuê một người mà hái cà phê không 300.000 một ngày, anh chị các bạn biết 300.000 một ngày. Dân phải đi về tận miền Tây Bến Tre chở người lên đó thuê đằng mà làm. Mình sống mình phải biết di cư để đặng mà lập nghiệp, làm ăn, để đặng mà phấn đấu vươn lên, chứ cứ ngồi ở trong thành phố vô đó rồi đua đòi làm sao mà khá nổi. Cứ đổ lỗi là tại vì nghèo ông nhà nước không lo. Tôi nói bây giờ ông nhà nước bây giờ nói vừa nghèo, ông nhà nước đổ hàng trăm nghìn tỷ bây giờ cũng không thấm đủ cho cái dân nghèo. Mình càng đổ ra bao nhiêu đó, giống như là trôi sông trôi biển. Thà là đưa cho họ cái con, đưa họ cái cần câu, họ câu cá. Chứ còn bây giờ nói chạy ra cứ mỗi lần cứ ông chính phủ phải tạo phúc lợi xã hội lo cho ăn, trong chính phủ Việt Nam mình không cách nào chịu nổi chứ. Các bạn biết không cách nào chịu nổi. Mình thu thế cũng đâu có giống như mấy cái nước phát triển đâu. Các bạn biết ở nước phát triển nó thu thế rất là mạnh. Chính vì nhờ cái chính sách thu thế mạnh của nó mà nó làm được rất là nhiều chuyện lợi ích của quốc gia. Và người dân của người ta ý thức, người ta ý thức về vấn đề đóng thuế. Cho nên người ta làm được rất là nhiều việc về vấn đề phúc lợi xã hội. Còn trong khi đó đất nước của mình, tôi nói dân của mình được hưởng rất là nhiều những cái quyền lợi. Dân trung lưu ở Việt Nam hiện nay, ông nhà nước Việt Nam chỉ đánh là đánh những tay mà gọi là doanh nghiệp không. Mấy tay doanh nghiệp mới là lấy đánh thế, là đánh những tay đó không, đánh rất là mạnh. Còn dân mà trung lưu lao động tôi thấy là làm nhiều ăn nhiều, chứ đâu có phải đóng thế như kiểu Mỹ đâu. Các bạn biết ở Mỹ là dân trung lưu không cần biết dân gì, anh làm qua đồng, anh làm 10 đồng là anh phải đóng trong đó ít nhất là 3 đồng. Tôi nói từ 2 đồng cho tới 4 đồng. Anh làm 10 đồng mà làm đóng từ 2 đồng tới 4 đồng. Tại vì tôi nói 2 đồng 4 đồng là tùy theo cái mỗi cái gia đình, mỗi cái cá nhân đó họ được khấu trừ. Ví dụ như cái cá nhân đó đã độc thân, càng độc thân đóng thế thì lại càng nhiều. Các bạn biết càng độc thân tại vì cái mốc thế của nó lên tới 39%. Mà mình độc thân thì đóng ghê lắm các bạn biết. Còn mà có gia đình thì nó còn giảm lại bớt, được khấu trừ. Có con thì được khấu trừ ra bớt. Cái gì cũng phải trả thuế hết. Các bạn thấy nhà cửa bên Mỹ, tôi thấy ngay cả bất động sản chúng mà các bạn biết nó không tiền thuế, một năm tôi đóng mấy chục ngàn đồng mỗi một năm chứ không phải ít đâu. Tiền thuế, tiền đất. Còn ở Việt Nam tôi về tôi thấy đất tôi Bảo Lộc tôi mua có chục năm nay tôi có đóng thuế gì đâu. Ở bên Mỹ các bạn mua đất rồi phải đóng thuế. Không cần biết anh mua đất nông nghiệp, đất gì cài anh là cứ mỗi năm anh phải đóng thuế. Rồi anh cất nhà lên là anh phải đóng theo cái chu vi thuế đất của cái nhà đó. Bây giờ tôi nói như tôi có hiện nay tôi có 8 mẫu đất. Bây giờ tôi chia lô là mỗi mẫu rồi giờ cất nhà lên bán nữa, thì mỗi cái nhà đó nó tính ra tiền thuế của cái chu vi của nhà đó là nó đánh. Còn Việt Nam các bạn thấy làm chủ đất rồi dân cất nhà lên, mình chỉ chuyển đổi mục đích sử dụng đất thổ cư thôi, mình chỉ đóng một phần đó thôi. Mà nếu mà mình chuyển lên đầu tiên mình được ưu đãi,
nó bật. Không những bây giờ các bạn thấy chính sách của nhà nước không có bắt dân phải đóng một lần nữa, là cho mình trong vòng 5 năm 10 năm gì đó tôi quên rồi mới trả hết cái nợ thuế đó. Các bạn thấy không, chính sách ưu đãi cho dân mình rất là nhiều, mà nhiều khi dân mình cứ kêu trời kêu đất, than thở lên mạng rồi cứ than. Nhiều người tôi lên này mà kết bạn với tôi mà cứ đem mấy cái chuyện mà mỗi lần mà bão mưa độ này kia mà than thở cãi đỡ thừa ông chính phủ này nữa, tôi xóa kết bạn. Tôi mới xóa mấy người tào lao mà sống mấy người như vậy tôi thấy phiền, tôi không cần làm bạn với mấy người như vậy, mệt. Làm bạn mấy người như vậy các bạn thấy phức tạp lắm, cái gì họ cũng trách móc, họ không có chịu tiến thân. Làm sống cái gì không có chịu tiến thân, cứ ngồi đó. Ông chính phủ không lo cho dân, dân ở quận 12, quận 7 khổ, quan thì tham thế này nọ. Cái chuyện quan tham thì có nhà nước lo rồi, có trung ương người ta tính như thế nào rồi. Bây giờ mình phải phấn đấu lên đi. Mình cứ nhìn cái ông quan tham đó, ông tham kệ ông tham làm sao mà ông biết lo cho dân là được rồi. Ông ăn làm sao mà ông biết lo cho dân, là chỉ tôi yêu cầu ông như vậy thôi. Có ông nào, tôi nói anh chị em các bạn, ông có ông nào mà làm quan mà không ăn cả, không ăn nhiều thì cũng ăn ít. Cái chuyện đó bình thường đấy. Cái chuyện đó là bình thường đấy. Mà miễn sao người ta biết lo cho dân là được rồi. Cái ngồi đó nhìn mấy ông tha, ông quan, ông này sao ông giàu quá. Cái chuyện ông giàu mà ông làm những cái chuyện mà ông tham nhũng, ông gây thất thoát đến lợi ích quốc gia. Có trung ương, có chính phủ, nhà nước người ta lo. Các bạn thấy gần đây vấn đề tham nhũng được đánh rất là mạnh. Cái đó là một cái vấn đề rất là khích lệ. Còn mình cứ ngồi đó nhìn thấy ông quan, nhìn thấy ra kia ở dân ở quận kia, quận nọ ngồi cái trách móc. Mình cứ lo cho mình trước đi, rồi mình hãy lo cho những cái người kia. Còn mình ngồi đó mình lo giùm người ta thì tôi thấy rất là tào lao. Tào lao vô cùng. Cái chuyện người nghèo, người giàu ở đâu cũng có. Tôi nói anh chị các bạn biết, chính vì cái người nghèo họ trải nghiệm cái cuộc sống gian khổ của họ, khó khăn như vậy, rồi họ mới nhìn, họ mới có được cái giá trị của cuộc sống, rồi họ mới phấn đấu, họ vươn lên. Các bạn nhìn thấy ông Bill Gates, trước khi ông trở thành một tỷ phú, ông người giàu có như hôm nay, là ông lên bờ xuống ruộng. Ngày xưa ông làm cho cái hãng Apple đây, ông cũng vất vả trăm bề để đặng một để phấn đấu, để tìm những cái cơ hội để ông vươn lên. Ngay cả ông Warren Buffett, tỷ phú Warren Buffett cũng vậy. Các bạn thấy ông nói bây giờ ấy là ông giàu như vậy mà ông đi ra đường ông nói luôn. Các bạn biết người ta gớt một xu 100 xu mới là một đồng đó. Người ta gớt một xu xuống đất, ông nói ông thấy một xu mà ông cũng lụm, ông cầm bỏ trong túi nữa. Không phải là sự keo kiệt, người ta hiểu được cái giá trị của cuộc sống, cái giá trị của cuộc sống. Mà những người giàu đó các bạn thấy họ giàu có lên rồi, họ hiểu được giá trị của cuộc sống nghèo khổ như thế nào. Họ bắt đầu họ làm từ thiện, họ làm những cái vấn đề rất là lợi ích cho quốc gia và dân tộc. Họ tạo những cái học bổng cho những cái học sinh nghèo. Họ đi làm từ thiện rất là mãnh liệt, rất là mạnh. Các bạn thấy chứ còn mình ngồi đây mình cứ than thở cho cái người hàng xóm đó, hay là cái ông hàng xóm bên kia than thở giùm người ta không à? Hơi bị lạ. Tôi thấy hơi bị lạ. Như vậy là làm sao mà khá nổi. Cái người nghèo mình phải khuyến khích họ, tìm cái cơ hội cho họ, tạo cái công ăn việc làm cho họ để họ vươn lên. Chứ bây giờ mà ngồi đó mà kêu ông chính phủ phải tạo phúc lợi này, tạo phúc lợi kia, thì tôi nói anh chị các bạn biết, dân mình sẽ ù lì đó. Đất nước mình sẽ không phát triển nổi. Tại vì nó sẽ ù lì đó. Các bạn thấy ngay cả thằng Mỹ cũng vậy, thời ông Obama cũng vậy, tạo phúc lợi cho dân ăn không, ăn ù lì đó. Chứ đi vay nợ gì ăn, vay nợ, in tiền ra rồi vay nợ. Rồi bây giờ ông Trump lên, phải sửa sai lại, phải làm cho nước Mỹ thịnh vượng lại, phải đánh đông dẹp tây. Các bạn thấy không, cái vấn đề phúc lợi xã hội nó rất là nguy hiểm, nó bị người ta lạm dụng. Nếu bây giờ Việt Nam mình cũng làm gì, trong khi đó dân mình không chưa có ý thức về vấn đề mà đóng thuế, ngay cả dân mình còn tìm cách để đặng mà trốn thuế đủ mọi cách thức.
mà ăn, mà bây giờ ông đòi ông chính phủ phải lo cho dân, phải tạo phúc lợi xã hội nữa, thì tôi nói đất nước mình chắc là chỉ có dân vô vài bữa là ngoại bang nó vô nó chiếm các bạn đấy. Bởi vì mình không nên nhìn thấy những cái đất nước, những cái có những người nghèo, người khổ, những người gặp hoạn nạn như thế này nọ, rồi mình cứ than trách là tại sao ông chính phủ không lo cho dân. Cái đó thì tôi nghĩ tào lao, xã hội nó muôn màu muôn mặt. Ngày xưa ông Phật Thích Ca, ông cũng là một cái hoàng thái tử, ông sống ở trong cung điện nhung gấm, ông đâu có thấy những cái nỗi khổ của người ta, mà khi ông ra ông thấy thì ông mới đi tìm cái chân lý cho cái những cái người nghèo đó. Ông đi tìm cái chân lý để rằng cho con người ta thoát khỏi, chứ ông đâu có đem cái chân lý, hay là ông đâu có đem cái tiền của nhà vua của ông. Ông là hoàng thái tử mà ông rất là giàu có, ông đâu có đem hết tài sản của ông ra kia ông ban phát cho những cái người nghèo. Ông ra đường ông thấy con người ta nghèo khổ, ái ố ỷ phẫn nộ sinh lão bệnh tử đấy, các bạn thấy không? Rồi ông mới đi tìm cái chân lý để đặng chỉ cho con người ta, chỉ cho những con người bần cùng đó phải đi tìm cái chân lý như ổng như vậy đó, để đặng họ đổi đời. Các bạn thấy không? Ông là một người mà gọi là đi tìm cái chân lý và để kiếm cách để giải thoát con người khỏi lẩn quẩn loanh quanh, chứ ổng không có đến đó thấy người ta nghèo khổ rồi về nhà kêu vua cha hay là triều đình bán hết tài sản, đem hết tài sản đưa cho dân. Vậy thì nhà đất nước nó sẽ nghèo, đất nước sẽ nghèo và sẽ tụt hậu. Mình phải đi tìm cái giải thoát để đặng mình giúp những cái người đó, mình tạo cho họ những cơ hội để họ vươn lên và họ sẽ trở thành những con người hữu ích trong xã hội. Họ sẽ trở thành những nhân tài trong xã hội khi họ cầm quyền, họ lãnh đạo đất nước cũng vậy. Đấy, tại vì khi họ gặp cơ hội họ sẽ học hỏi. Bởi vì cái vấn đề mà học hỏi đó nó không có tuổi tác, nó không có giới hạn thời gian cả. Có nhiều khi họ qua cái tuổi đi học rồi của họ hồi ở niên thiếu, nhưng mà khi họ đã phấn đấu được rồi họ sẽ tiếp tục đi học. Và họ học trường đời và họ học rất là nhiều cái trường khác để họ bổ túc, để họ phấn đấu, họ vươn lên, họ trở thành những nhân tài. Họ trở thành những nhân tài, những người lãnh đạo lỗi lạc. Chứ đâu phải giống như một số người tôi thấy ở trong nước cứ ngồi đó, dân mình khổ, chính phủ không lo, tôi thấy ớn chờ đầu. Tôi thấy thôi mệt. Mấy người đó tôi nói thôi, đừng kết bạn tôi nữa. Thà tôi không có bạn còn hơn. Tôi không cần nhiều bạn. Tôi thà tôi ít bạn mà tôi cảm thấy tôi hạnh phúc. Tôi cảm thấy tôi không có cảm thấy bực mình. Mà bạn nhiều quá kiểu mà vô cái tàu lao. Tàu lao đó bà. Tôi thấy bây giờ khi tôi thấy thà là mình ít bạn, tôi like 5-3 người cũng được. Miễn sao cái like của mình truyền đạt cái tư duy của mình đến cho những người khác, không phải hôm bữa nay người ta mới nghe được, bữa khác người ta sẽ nghe. Có nhiều người gọi điện thoại, có người inbox tôi nghe những gì là mình chia sẻ ở YouTube, ở những cái kênh kia, tôi rất là mừng. Và họ muốn cùng nhau để đặng mà tìm hiểu để phát huy cho nó hay hơn. Tôi không có cái kinh nghiệm lên trên này câu cho rất nhiều like, nhiều view, tôi không cần. Nó không phải như vậy tôi kiêu ngạo hay là kiêu hãnh. Có nhiều người ta, tôi muốn đính chính là tôi không muốn người ta nghĩ tôi như vậy. Và tôi không phải là như vậy. Tôi sống muốn làm sao mình truyền đạt những cái kinh nghiệm của mình để cho những người khác, người ta có thể người ta sẽ thấy được cái hay nào đó của mình và người ta tiến thân. Chỉ có vậy thôi. Thôi thì chào anh chị các bạn, hẹn anh chị các bạn sau nha. Chúc các bạn ở quê nhà một ngày mới nhiều niềm vui và may mắn. Bà con kiều bào, anh chị em của bà con kiều bào cũng cố gắng lo làm ăn rồi kiếm nhiều tiền, nhớ về quê hương đất nước của mình, không có đi đâu đi chứ không bằng ở đâu cũng bằng quê hương mình đâu. Xin chào anh chị em các bạn nha. Bye bye.